Anh trai đang vào coi một con 2016 đây nè, thái xịn 1747 nha. Đây, gửi tên này mình dạng chân chứ ha. Mấy con thái xịn đời đầu thì lúc nào chân sườn sexy cũng rất là dày nha. Đây, ông chủ máy của ngày hôm nay à. Ông chủ cho em hỏi mình nói huyện nào, tỉnh nào anh? Hưng Yên. Huyện nào? Kim Động. À, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên á. Đi là đi nguyên con xe 3 giò vào luôn á. Tính bốc máy ra luôn mà đã phải đợi bảo dưỡng. Dạ. Đấy, đi nguyên con 3 giò luôn. Hưng Yên lúc nào cũng đi xe 3 giò vô lấy hết. Con này thì cái bồn còn rất là đẹp. À, đây, còn rất là thẳng nè. Cái tem này có muốn dán nào không? Thôi để. Tem zin đó nè. Nó hơi chốc nhẹ lâu ngày à. Còn động cơ con này là quá chất rồi. Động cơ này chất lắm nè. Đây, xanh cảo nè, 2015 2016 mà. Mấy cái đời này động cơ rất là xanh luôn. Đó. Tới bây giờ mà cái kẹp chì nó vẫn còn luôn. Kẹp chì zin của nó. Thùng thớt vẫn thẳng thớm bình thường ha. Thùng thớt con này vẫn thẳng thớm bình thường. Rồi đây giờ gửi tên em dách hầm sau này anh em nhìn thử coi. Đời thấp thì thôi chứ đừng có chê nha. Hơi bị em luôn á anh em. Mấy con đời thấp hơi bị em luôn á. Hộp số con này nè. Còn số ghim luôn. Chưa mở luôn á. Bây giờ để quay sơ qua cho anh em coi tí. Cái dàn sườn sexy xe này nè. Đó, nó thẳng lắm. Ở đây quay cái hộp số nè. Quay cái hộp số máy nè. Đó. Chưa tháo chưa mở nè. Số này chưa tháo nè. Phết nè, như phết ghim luôn nè, chưa thay luôn. Bố này có ra rồi nè, mặt bố này có ra rồi. Còn số bơm con này ghim 3 nha nè. Con này ghim 3, động cơ bơm số ghim 3 gục luôn. Mấy con đời thấp thì thường là nó cũng phải có đời thấp này, đời thấp kia ha. Ví dụ đời thấp 200 mấy, đời thấp 100 mấy chục triệu đó khác. Đời thấp tầm 200-300 này đó lại khác nữa. Đó. Cái máy gặt này nè anh em, nó không có tính theo đời nhiều lắm. Nó tính theo trẻ chạy nhiều thôi ha. Cho nên là mấy con đời tầm 15-16 mà zin 3 cục mà hàng chạy lướt là chuyện bình thường nha. Có con giờ lên tới 400 mấy 500 triệu là chuyện bình thường nếu mà chạy vài trăm giờ ha. Đang coi cái dàn thùng bên trong. Đó. Tủ này còn khá chuẩn nè, lâu ngày 5 tháng thì nó chốc thôi. Nó chốc ba cái tem này thôi ha. Rồi ok. Sáng sớm lên đơn thành công cho ông anh ở huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên vào nha. Rồi anh em nhà mình đang cần máy gì thì cứ liên hệ cho em nha. Hiện tại máy 70 thì em còn rất là nhiều dòng. Nó tầm 240 cành là anh em có thể sở hữu được một con rồi ha. 240 cành là thể sở hữu được một con rồi. Dài lên tới 300 mấy vẫn có nha. Hay như con này 2021 nè. 2021 Gen 3 nè. Giá hơn 3 đồng tí thôi. 21 Gen 3 giá hơn 3 đồng tí thôi ha. Rồi 60 93 70 còn khá là nhiều ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cũng cảm ơn anh em Kim Động vào nha, ủng hộ nha.